Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Dậy đi ông cháu ơi, dậy đi. Hôm nay là ngủ ké hơi nhiều rồi đấy. Không hiểu cái giường này của mình là của cái bác dân làng này nữa, cứ ngủ ké miết thôi. Bực rồi, mình sẽ cho bác đó thất nghiệp luôn. Rồi, nhốt lại nha, khỏi ngủ ké nữa. Vậy đi, chứ tối nào cũng bị dành cái giường hết, bực hết cả người hả. Và bây giờ để chuẩn bị cho cái khâu đi khám phá bên cánh cổng kho báu an toàn hơn, thì mình sẽ làm một cái rương Ender ha. Công thức của nó thì mình sẽ cần mắt của Ender nè, rồi thêm hắc diệm thạch nữa. Ví dụ nhỏ mình có rơi vào cái tình huống cấp bách ấy, mình sẽ cất toàn bộ đồ mình vô trong rương Ender. Và về nhà mình chỉ cần mở rương Ender và lấy lại đồ của mình thôi, là không có sợ bị mất luôn. Được thiệt sự, đó là một cái ý kiến rất là hay, ý tưởng rất là hay á. Rồi, giờ thì mình để đây thôi, một cái thì mình sẽ mang theo trong người. Rồi, vậy là bao chắc cú luôn hả. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi khám phá sớm á, vì chúng ta đã có dư khá là nhiều những cái viên pha lê kho báu từ hôm qua nè. Và cái viên đầu tiên mình dùng, nó sẽ có những cái búp chẳng hạn như là tốc độ nè, fast là mình nghĩ là sẽ cho tốc độ nè, còn easy thì chắc nó sẽ giảm độ khó chẳng hạn, cũng ok la đó. Còn cái gì personal thì mình chưa biết ha, để qua đó và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra thử luôn coi. Personal space tức là mình sẽ bị giảm, được giảm hai cái mob spawning. Tốt quá đi. Và mới vào mình đã có luôn cái phiến đá cổ nè, ngon lành. Nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay chính là gán cày cấp, làm sao mình lên cấp 25 càng nhanh càng tốt ha, để mình còn làm nhiều công việc khác với cái cấp 25 nữa. Dưới này nó còn có đường hầm nữa nè. Wow, chưa gì là gặp được đường hầm rồi. Hợp lý đây. Liệu rằng dưới này nó sẽ cho mình những món đồ gì? À, một cái rương. Mà mỗi lần vô công trình này mình ghét nhất là gặp những cái con cá bạc nha. Hy vọng là chúng ta sẽ tránh được những con cá bạc càng nhiều càng tốt. Tiếp tục là những cái rương. Đó. Ý. Quặng mảnh vỡ cổ đại. Xin luôn nha. Trên này thì sẽ có thêm một cái rương bự nữa. Được quá ta. Ừ, nhưng mà hình như cái dụng cụ của mình nó còn thiếu cái dòng gia tài hay sao ấy. Ồ, vậy là mình sẽ cố gắng ghép cho cái cây ba sao của mình có cái dòng gia tài sớm ha, để nhỡ mình có đào những cái quặng kim cương đâu nè, hoặc là mấy cái quặng mà nó có thể dùng được dòng gia tài á thì mình sẽ được nhiều hơn á. Bây giờ là tới căn phòng thứ hai. Ấy, nó có bức tượng con vịt kìa, nhìn dễ thương vậy. Được nha, rồi luôn, mình thấy giang hồ biển rồi, tới số giang hồ biển với mình. Nhưng mà để mình kích hoạt công tắc này coi. À, nó chỉ trang trí thôi á. Được lắm mấy thanh niên giang hồ biển, tàn đời mấy người rồi, tàn đời mấy người hết rồi. Dám lén phén ở đây hả? Xuất hiện ra đây, mình tiêu diệt hết giang hồ biển luôn. Cầm đinh ba nè, xúc hết, nhất là mấy con cầm đinh ba mình phải tiêu diệt nó liền ha. Cầm cần câu thì cũng quất luôn. Nhưng mà sao không có rương ta? À đây đây, có rương. 7 linh hồn và một cái bánh luôn. 1000 calories. Cái bánh mà tới 1000 calories lận. Được, nó cho mình hấp thụ cả. Nhưng mà khoan, rồi trên đây rồi zombie sao nó lên đây? Giờ chúng ta sẽ bắt đầu rẽ sang những cái hướng lân cận ha. Rẽ sang phát lại gặp thêm phiến đá nữa. Vậy là còn một phiến đá cuối cùng nữa thôi thì chúng ta sẽ kích hoạt được boss rồi. Bữa nay thì hết có vụ không kịp thời gian rồi nhá. Đây rồi, phiến đá cổ cuối cùng. Nhưng mà mình còn tới tận 8 phút lần hả? Vậy thì nhiều thời gian quá. Thôi mình tranh thủ mình đi khám phá thêm để kiếm thêm rương ha. Bây giờ mình tới một cái căn phòng hoàn toàn mới luôn. Ê, gì nguy hiểm vậy? Ủa, ở đây nó có những cái khối gì ta?
Webcam. À, cái này chỉ để trang trí thôi à? Ồ. Rồi rương đâu? Sao mình... Ủa cái phòng thì to mà sao mình nhìn... À kìa, rương ở dưới, tít ở dưới lận. Ok. Mình tưởng cái phòng to như vậy mà không có cái rương nào là hơi kỳ nha. Với cái quy mô to như gì thì chắc nó cũng sẽ giấu rất là nhiều rương đấy. Công việc tiếp theo của mình là tìm những cái rương bị giấu này. Nằm trong diện tình nghi đầu tiên của mình là trong những cái cột này. Không có dấu. Hoặc là trong cái này. Đó đó đó, trong này có nè. Ê, biết rồi nha. Ôi, nhưng mà rương này bị che mất rồi. Thử với cái bên này thì sao? Hình như những cái mà nó có cái ô vàng vàng ở trên là có dấu rương. Chính xác luôn. Đây có dấu nè. Bên đây thì ô màu hồng hồng. Cũng có dấu luôn. Đã thiệt chứ. Rất là nhiều rương á. Cái này giống như một cái công xưởng vậy á. Kiểu kiểu vậy. Và trong những cái chỗ này thì như nè. Có zombie xuất hiện. Vậy là nó có dấu lòng spawn trong này à. À dấu quặn đâu nè. Nhiều khi là còn dấu cả rương ấy. Thử xem. Ủa, còn có bánh nữa chứ. Nãy giờ là mình tìm được hai cái bánh kem ở trong cái cánh cổng lần này rồi. Phải hôm bữa đi tìm bánh kem mà tìm dễ như vậy thì cũng đỡ ha. Giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái khâu đánh nhau với boss thôi. Ăn thêm trái táo để có thêm tốc độ đánh nè. Và kích hoạt boss liền. Ồ, lần này là boss golem. Ai vui. Phải đánh cận chiến mới được. Căng rồi. Ui da. Cái kiếm mình nó phóng ra cái đường đạn ấy nên boss rất là dễ bị dịch chuyển luôn. Căng đây, căng đây. Dùng cung thì sao? À, với boss golem thì mình có thể dùng cung bắn nha. Ui, nhưng mà cái kiếm mình nó có một cái nhược điểm là những con boss có skill dịch chuyển thì nó có thể dịch chuyển liên tục để né đòn ấy. Khá là bất tiện luôn. Mình sẽ dùng đam. Dùng đam từ xa. 3 phút kịp mà. 3 phút mình tin mình có thể làm kịp. Tàn đợi boss rồi. Gobo hả? Gobo. Này thì boss Gobo nè. Xin nhá. Ủa cái rương đâu? Ủa cái rương boss đâu? Ủa what the heck? Ơ à, cái rương boss đâu nhờ? Ủa? Ơ à, what? What the hell? À, đánh boss mà nó không có rơi ra cái rương boss là sao? Cái tôi nhờ. À! Hay là nó rơi vô cái hốc bà tối nào ta? Trời ơi. Su vậy. Cây thế nhờ. Thôi để khắc phục cái trường hợp mà su cà na như vậy thì mình sẽ cần làm một cái 500 đi. Mình cần làm một cái 500 theo công thức như vậy ha. Cần thêm một cục gì nữa. Cái cục màu tím tím này. Có luôn. Trời ơi. Đánh cho đã gốc cột. Không có lụm được. Cú thiệt sợ. Rồi mình sẽ chuẩn bị thêm thuốc nữa để chúng ta đi chập 2 á. Để gỡ lại chứ. Chứ chập 1 đi chưa có kịp lấy rương kho báu nữa. Đi ra đi Strider. Kiểu như Strider rất là muốn đi khám phá với mình hay sao ấy. Cứ rình rình là chui vô cánh cổng à. Thôi anh tự xử được. Mình sẽ kích hoạt cái 500 lên ha. Để một... À thôi thôi. Chưa. Lúc nào đánh boss kích hoạt lên. Còn giờ thì bước vào đi chập 2 nè. Chập 2 thì mình bị... Rồi luôn. Bị xui xẻo nè. Rồi tăng độ khó nữa. Thôi xong rồi. Chiến này toan rồi. À giang hồ biển. Đi lạc trôi hả. Thử giang hồ biển luôn. Ở đây còn có cái khối kim cương bị giấu dưới cái rương nè. Xin nhá. Ê mình quá không sao.
Đó, mình kích hoạt 500 lên là đồ nó sẽ tự hút vô người mình ấy. Rất là tiện lợi á. Một xíu mà đánh boss là kiểu gì đồ nó cũng sẽ hút vô người mình thôi. Không sợ bị thất lạc giống như hồi nãy nữa. Ừ, sao con này nó lạc vô đây vậy? Ủa nó chui đường nào vô vậy ta? Ảo thiệt chứ. Kiểu như cái hiệu ứng xui này là nó lừa mình hay sao ấy. Nó làm cho mình gung gung cái mình tâm lý yếu. Mình thấy có xui tí nào đâu. Nãy giờ loot chả thấy cái rương bảy nào. Ui tưởng thế nào. Mình không sợ đâu. A few moments later. Ui nãy giờ gáy hơi sớm rồi. Bắt đầu có rương bảy rồi. Ui nhưng mà tính ra nãy giờ đi được phân nửa thời gian rồi mà chưa có bất kỳ một cái phiến đá đánh boss nào luôn nha. Nhỏ tới vậy sao? Hình như là cái này xui nó áp dụng lên cái phiến đá cổ rồi. Mình xui trong việc tìm phiến đá cổ cơ. Ok, xui tính sao đi. Giờ lo loot rương trước rồi đã. Tập trung chuyên môn loot sạch cái cây hoa báo này trước. Nhưng mà mấy cái căn phòng mà nó giấu khối netherite có vẻ hiếm á. Từ đầu tới giờ thì mình mới gặp đúng có một căn phòng mà nó giấu khối netherite thôi. Còn bao nhiêu chủ yếu là giấu kim cương đồ thôi à. Căn phòng này thì nó giấu bánh kem. Ồ. Được. Ăn bánh kem luôn. Đi lên quanh cuối cùng cũng tìm được cái phiến đá cuối cùng rồi ha. Nhưng mà còn tới tận 10 phút lận. Hay là chúng ta đi xuống dưới lòng đất để kiếm thêm đồ nhờ. 2000 years later. Rút kinh nghiệm từ lần trước thì lần này mình sẽ bật cái cục 500 lên ha. Nhỡ trường hợp xui xui nó rơi ra cái rương xa quá thì mình còn lụm lại được. Oh my god, lại là cái con zombie chơi ăn gian này. Mình ghét nó. Ồ, nhưng mà mình có thể đứng trên đầu cây để mình bắn nó. Thằng đợi nữa rồi. Ồ, nó dùng chiêu hất tung kìa. Mình giáp đá cài cho nó. Vô. Ui, bây giờ nó mạnh vậy. Ui không. Bây giờ cũng mấy con boss nó cực kỳ mạnh luôn. Mình phải nâng cấp sức mạnh rồi. Căng 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 nha. Mình đánh giáp lá cà không lại nó luôn á. Nó 300 mấy máu lận. Combo combo combo. Phải combo nó liên tục mới được. Kẻo nó sẽ hồi máu đấy. Ui nó đánh đầu thiệt chứ. Không ổn rồi. Đâu rồi đâu rồi. Không cho hồi máu nha. Ôi, tôi hồi máu, tôi hồi máu. Mình hồi máu thôi. Con boss nó hồi máu. Còn dữ hơn mình nữa. Rồi nó hồi đầy máu tiếp rồi. Như vậy thì khó lòng mà đánh bại nó đây. Giờ mình chỉ hy vọng vào cái cung thôi. Chứ kiếm là coi như là không phải là đối thủ của con boss rồi. Đó, nó tóc biến để nó hồi phục lại đó. Mình cũng hồi phục. Ai biểu người chơi lầy chứ. Rồi. Bắn tiếp. Mình chỉ cần không gây sát thương cho nó tầm 2 giây là nó sẽ hồi lại tầm rất là nhiều máu luôn. Cố lên. Kịp hay không đây? Boss gì mà mạnh quá trời quá đất rồi. Con kia cũng gọng bắn không vô máu nó luôn. À mình biết rồi, khi mà nó còn phân nửa máu thì cung sẽ không còn hiệu quả nữa. Ây vui. Hồi phục lại. Chặt nó. Ui. Chắc sắp tới mình phải đổi vũ khí rồi. Chứ cây kiếm mình bây giờ không phải là đối thủ của nó rồi. Mình hết thuốc hồi máu luôn. Ui no. Căng rồi. Nó hồi một phục kìa. Mình còn gì hồi máu không ta? Tao vàng. À đây. Trời ơi, nó hồi máu kìa. Thánh thần thiên địa hội ơi. Mèn đét ơi, nó hồi máu. Thôi không ổn mà. Mình không chơi nữa đâu, mình hết thuốc rồi. Giờ mình chết phát là mình mất hết đồ luôn á. Như vậy thì không hề xứng đáng á. Hất thủ rồi.
Vậy là bây giờ mình rất là yếu so với những con boss hiện tại luôn. Vì khi mà càng lên cấp thì boss nó sẽ càng mạnh đấy. Mà vũ khí của mình bây giờ thì cũng không ăn thua. Thôi mình sẽ ăn tạm mấy cái bánh cho đỡ buồn ha. Rồi và mình chuẩn bị lên cấp 25 rồi. Ui, còn một tẹo nữa. Rồi thôi kệ không sao. Giờ thì chúng ta còn cái gì đi. À mình còn những cái túi này. Cái túi này thấy gì cũng cho kinh nghiệm nhiều lắm nè. Cho tôi kinh nghiệm đi, tôi cần lên cấp 25. Kinh nghiệm đi. Vẫn không lên. Mình hết đồ để chúng ta dùng rồi. Ồ, mình có một cái giao dịch mới. Nó bán cho mình đá kho báu với giá là 2 đồng tiền kho báu thôi. Rẻ cực kỳ. Vậy là sắp tới chúng ta có thể mua rồi. Mua đá kho báu luôn. Mình sẽ mua thử coi. Ví dụ mình có 8 đồng tiền đi, là mình sẽ mua được cỡ 4 viên á. Đủ không ta? Ôi mình mua 4 viên cái người này hết luôn rồi. Thôi kệ, có thêm 4 viên đá kho báu để dành cũng ok la rồi. Thích thiệt chứ. À con nhện. Thì ra con nhện này tìm cái chết. Tới cái chết. Ủa gì đây? Ôi. Ôi giờ mình mới biết là cái bàn chế tạo đá pha lê kho báu nó có khả năng tự hút đồ. Cô cơ. Nó tự hút đồ vô trong luôn. Ui, một sức hút thật là mãnh liệt. Mình đang nghiên cứu để chúng ta làm một cái cây kiếm mới. Mình thì hổm rài cũng gom được khá là nhiều netherite rồi nhờ. Đây, giờ chỉ cần nấu ra thôi. Mình sẽ tranh thủ mình nấu ra một xíu ha. Uầy, rất là nhiều luôn ha. 51 vụn rồi. Mình sẽ chế được coi tổng cộng là bao nhiêu phôi đây. Mình sẽ có được 13 phôi. Ủa, còn nhiều hơn nữa. Mình thiếu vàng thôi. Đây, làm thêm nhá. 18 phôi rồi. 18 phôi thì mình sẽ dành ra 2 phôi nè. Để mình nâng cấp vũ khí. Mình sẽ làm một cây kiếm mới hoàn toàn luôn á. Hy vọng là với cây kiếm mới này mình sẽ có thể đánh bại những con boss tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Công thức của nó là như vậy. Đúng không nhỉ? Ờ đúng rồi, vậy là đúng rồi nè. Mình sẽ được một cây kiếm Netherite Killer ha. Tốc độ đánh nó không quá cao nhưng mà sát thương của nó thì lại khá là ổn áp nè. Mua thử. Úi, nó có dòng nhặt cấp độ 4 luôn. Ui. Đánh không quá nhanh nhưng mà ít ra cũng mạnh nè. Mình có... À quên hết cường hóa được rồi. Chắc mình phải tìm một cái quyển sách có dòng sắc bén để mình ghép vào thôi. Mình nhớ là mình có sách sắc bén. Đây, sắc bén cấp độ 4 luôn. Nó sẽ lên được 20 sức tấn công rồi. Nó gần gấp đôi cái kiếm Phantasmo hôm qua mình mới chế tạo này. Được. Giờ đi quậy tiếp nhá, đi quậy chập 2 nhá. À không, chập 3 chứ. Chập 3 là mà hết thuốc rồi, để mình chế tạo thêm thuốc cái đã. Vô. Đi thôi. Màn 3 cảnh 1 nhá. Và lần này thì mình sẽ được quá trời luôn. Safe zone tức là không có rương bị kiểu như là bị bẫy hả? Rồi có 2 cơ hội gặp những cái quặng kho báu nè. Có thêm sức mạnh nữa. Trời. Ripper đâu sau lưng vậy? Chu cha mà ơi. Nó nổ phát banh cái rương luôn rồi. Really nigga. Lại là cái ngôi đền này. Lần trước thì lên đây mình mở rương các thứ nó. Ủa? What? Ủa sao lần này ít rương vậy? Bình thường ở đây nhiều rương mà. Bữa nay keo kẹt bụng xỉn với mình ghê. Ui, bữa nay cho có đúng cái rương à. Phiến đá cỡ thứ 2. Sao nhanh thế nhờ. Lay quay mình gần đủ để chúng ta triệu hồi boss rồi nè. Được, chúng ta sắp đọ sức lại được với những con boss tiếp theo rồi. Cái kiếm này ví dụ mà nó có tốc độ đánh cao một xíu nữa là hay.
tốc độ đánh của nó chỉ có 1 chấm thôi nên đánh khá là chậm á, không phát huy được tối đa sức mạnh của nó đâu. Khối Netherite đây rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm thêm được một khối Netherite thứ hai. Đây là lần thứ hai mình loot được khối Netherite trong những cái cánh cổng kho báu này. Cảm giác nó thiệt là vô mết quá đi. Ui, lần này mình tới một căn phòng mới nè. À, có phiến đá luôn. Và đây cũng là căn phòng mình có thể đánh boss nha. Căn phòng lần này nó giống như là một cái bến xe vậy đó. Hơi bị đẹp nha. Nhưng mà để coi coi nó có nhiều rương không. Để mình tranh thủ mình loot rương trước khi đánh boss mới được. Ở trên là hết rồi nè. Ở dưới thì có rương bự đó nhưng mà có nhiều quái quá. Để mình tìm cách mình mở. Đây 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 đây. Mình tay dài mà sợ gì. Ê con này. Con zombie trèo lên hả? Ủa tay dài, lợi thế của tay dài đó. Còn trong cái to tàu này thì sao? Mình nghĩ là trong to tàu cũng sẽ có đồ đấy. Có người lái tàu luôn nè. Có cái cung luôn. Cung gì đây? Cái cung bảo vệ, what the heck. Lừa rồi. Nhắc chuyện cho mình cái cung bảo vệ à. Nó còn tầng hầm nữa. Để xem dưới tầng hầm sẽ như thế nào nhá. Ồ. Tầng hầm này cũng được. Sơ bộ qua thì mình đã loot gần hết đồ của cái căn phòng này rồi. Nhưng mà thời gian còn nhiều ấy. Mình nghĩ là tầm 10 phút là chúng ta có thể bam được boss. Nên chúng ta sẽ dành thêm 5 phút nữa để đi làm vòng, kiếm thêm những cái căn phòng khác ha. À mà thôi đi, quên nữa, hồi nãy mình đánh con boss 10 phút cũng có kịp đâu. Chúng ta xử boss lẹ rồi về nhà ha. Chuẩn bị các thứ ấy á. Chơi mà đánh lén. Lần này thì mình sẽ mang ra thật là nhiều thuốc hồi máu luôn. Để một tí mình dùng. Ấy, còn chỗ nhầm nữa. Cái gì nữa đây? Rồi mình sẽ lấy thêm những trái táo ra. Đây nha, có 2 trái táo nào, ăn tạm vô đi. Rồi, sờ với boss thôi, sẵn nó test sức mạnh cây kiếm luôn. Ồ, lại là con zombie này. Vô. Bây giờ mình giáp lá cà luôn. Ồ, nó cho mình hiệu ứng hồi phục thì tàn đời nữa rồi. Ây da. Khô máu luôn. Vô, vô. Hồi máu lại cái. Vô. Hơi căng nha. Hồi máu lại. Mình làm được, mình làm được. Yes. Chúng ta đã đầm được rồi. Ui, căng thẳng thiệt. Hên là hồi nãy mình có cái hiệu ứng hồi phục ở đâu ra ấy. Không biết luôn, tự nhiên mình có được cái hiệu ứng hồi phục to đùng ở ngay chỗ mình chiến đấu. Nó đã cứu mạng mình một lần rồi. Đúng là hay không bằng hên mà. Rồi, và chúng ta có được cái rương boss đầu tiên trong ngày nè. Mừng thấy ớn luôn. Nhiều đồ nha. Cái coi cái trader coin này bán mình cái gì nào. Táo vàng được phù phép. Ý, xịn xịn. Ơi nhưng mà 4 đồng tiền vàng lận. Giá này hơi mắc nha. Rồi còn cho mình thêm gì bánh nè. À cho thêm mình cục 500 nữa. Mình có rồi. Ồ tính ra cũng được thôi. Có cái cung vô hạn đâu nè. Đồ cũng tạm á. Bỏ hết vô ba lô. Rồi và bây giờ là tới công đoạn mình ăn thêm một ít bánh nữa. Giờ mình đã cấp 25 rồi nên mình chỉ ăn để cho... Ôi quên. Cái bánh này mình không thể ăn sau khi mình cấp 25 nữa, quên nữa nhờ. Ủa ha, biết gì hồi nãy ở trong đó mình ăn luôn cho rồi. Thiệt tình. Giờ bánh này chỉ để ngắm thôi chứ, để hửi thôi chứ không có ăn được rồi. Khi mà đã cấp độ 25 thì mình có thể học được những kỹ năng mà trước đó mình không thể học. Như là kháng cự nè. Mình sẽ có phần trăm kiểu như là nhận được kháng cự hay sao ấy. Nhiều khi nó lại cứu mạng mình á. Nên chắc mình sẽ nâng một điểm kháng cự trước nè. Rồi ok nha. Parry. Parry là nó thiên về tấn công hay sao ấy. Học không ta? Chắc nên học ấy. Giờ mình cần
nâng cấp cả sức mạnh lẫn kiểu khả năng phòng ngự ấy, nên mình sẽ học luôn á. Như vậy thì mình hết điểm học kỹ năng rồi. Lúc đầu là mình dự tính sẽ nâng tốc độ cơ, nhưng mà bây giờ tốc độ tầm này nữa, mình đánh giáp lá cà đi ha. Chơi là chơi không có rén luôn, chơi tới bến luôn. Còn một điểm học kỹ năng thì coi học được cái nào thì mình sẽ tranh thủ học ha. À, cái này là Critical Strike, tức là tăng đánh chí mạng. Chắc mình sẽ học cái kỹ năng tăng đam chí mạng đi nha. Mình đánh mình chịu khó, mình nhảy lên mình đánh ha. Ok, quyết định gì luôn. Ngoài ra thì khi ở cấp độ 25 á, thì mình có thể học những cái nhánh phụ của các kỹ năng như là lả lướt nè. Ở kỹ năng lả lướt tăng sức mạnh này thì mình sẽ tăng được 25% sức mạnh nha. Được quá ta. Còn cái này, lướt thì mình sẽ được hồi phục. Cũng hay, một cái lướt tăng đam, một cái lướt hồi phục. Còn cái này thì cũng là tăng đam luôn. Khó lựa chọn quá, mình đang phân vân giữa cái hồi phục với cái tăng đam nè. Lướt hồi phục. Ồ, mình thấy lướt hồi phục là thấy hợp lý á. Được, mình sẽ ưu tiên chọn cái lướt để hồi phục ha. Thử coi, biết đâu bất ngờ. Rồi, mình sẽ qua đây và lướt thử coi. Ô, cái gì? Lướt một cái hồi cho mình được nửa trái tim. Ok. Tiếp theo là kỹ năng Mega Jump này, nó cũng có những cái nhánh phụ ha. Nhảy lên mình sẽ gây sát thương ở xung quanh hả? Xung quanh chỗ nhảy. Còn cái này thì nhảy lên sẽ đẩy lùi. Ồ, cái nhảy lên gây đam này cũng ok nè. Thử coi. Ra ngoài test mới được. Giờ mình có nhiều kỹ năng quá. Rồi, ra đây mới cưng. Ra đây cho anh test cái coi. Ú. Bây giờ nhảy lên. Ê, rồi luôn. Xong rồi, quậy ơi, quậy ơi. Nhảy lên nhỏ mà gần mình á, nó có quái thì nó sẽ bị vướng lên nha. Nó không có bay lên tiếp đâu, nó sẽ bị vướng lại. Và chuyện quan trọng nhất của mình đó chính là mình sẽ mặc cái nón và mình mới mở ở hôm qua á. Cái nón này nó có lượng giáp ít hơn so với cái nón rồng, nhưng mà để coi đội vào. Ui. Nhìn thì có vẻ không đẹp nhưng mà đội vào nhìn cũng được. an ủi bản thân là nhìn cũng được, ok. Nhưng mà nó có công dụng gì khác không? Phải test mới biết được. Giờ thì mình sẽ đội cái nón này ha. Uầy, hơi lạ nha, không biết cái nguyên cái set đồ này nó sẽ trông như thế nào nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá thử coi. Nãy giờ đi săn kho báu nhiều rồi, đi khám phá xả xì chết mới được. Cái gì nữa? Tower Sentinel. Gần đây có boss à? Ủa? Boss đâu? Sao tự nhiên trên đầu mình có cái thanh boss nhờ? Ở đây. Ở đây có một tòa tháp nữa. À đúng rồi, đây là boss. Vô đây. Nhào vô. Cú nhảy thần thánh nè. Ui, nhưng mà hình như mà nhảy xong mình bị giảm sát thương hay sao cả. What the heck? Vô tình đánh bại được thanh niên boss tòa tháp luôn. Lạ nhờ. Lần đầu mình gặp tòa tháp giống như vậy đấy. Ở dưới còn nhiều quái lắm. Nhưng mà chẳng có rương nha. Kỳ thiệt. Cái nón này có vẻ không xịn lắm đâu. Hết rồi. Ồ. Nhanh nhờ. Không, chắc tại mình mạnh quá. Kiếm mình mạnh quá mà. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Kế bên đây nó còn có một cái chỗ chiến binh gà tiếp theo. Nhưng mà lần này chiến binh gà có danh trại riêng nha. Hôm qua mình lỡ quýnh đại ca của mấy thanh niên này á. Thôi giờ mình vô mình quýnh mấy thanh niên này nữa đi. Cho đủ ha. Chú quýnh đại ca mà không quýnh mấy thanh niên này thì mấy thanh niên này sẽ phân bì đó. Vô đây. Bữa nay mới có cây kiếm mới hơi bị xịn. Đâu nữa? À, thanh niên này. Láo nháo nè. Rồi. Quét sạch kho đồ của mấy thanh niên này luôn. Ở trên này có dấu gì không? Không có.
Và cạnh doanh trại của bọn chúng thì còn có một cái chỗ. Của ai vậy? Người lửa à? Ồ, hết gặp những cái người chiến binh gà rồi, bây giờ gặp người lửa nữa. Uầy, toàn là những nhân vật mới mẻ thôi. Để mình vô mình quét sạch kho đồ của mấy thanh niên người lửa này ha. Đúng là người lửa có khác trong nhà thôi mà để 6 cái lửa trại luôn. Định hít khói trừ cơm hay sao vậy? Nhiều lửa trại thiệt. Tự nhiên sao giữa đồng lại có mấy cái rương vậy? What the? Hay giữa đồng mà lại có mấy cái rương này. Áo áo. Ui, rương 7. Ồ, thì ra là rương 7 hả? Xử mấy thanh niên chiến binh gà này tiếp thôi. Ui, thôi xong mấy thanh niên đó rồi. Ủa cái gì? Mấy thanh niên chiến binh gà bị con dung ăn thịt rồi. Trời ơi, sao nhiều chim đấy? Mấy con chim lao tét. Chạy đi đâu? Cà khịa người ta giờ chạy hả? Chạy hộ, mình dí luôn. Con nào nữa? Còn một con mới chạy qua hướng này đúng không? Nhanh thiệt á. Khịa người ta cho đã, người ta dí xong chạy à. Kỳ cục kẹo. Trên trời nó có cái công trình gì vậy ta? Lạ vậy. Ôi. Ấy dù. Ui, mấy người này không thân thiện đâu. Ui, mình ghé chơi thôi mà quýnh mình quá trời. Không thân thiện thì mình vô mình quét sạch đồ luôn. À, có cái rương chứ gì. Xuống mình quýnh nhau luôn. Không thân thiện nè. Bắn hả? Ui. Mình sẽ có được những cái Air Essence và một cái Air Staff. À, hình như đây là cái mà mấy thanh niên nó đánh mình hay sao nè. Ồ, có Air Staff luôn. Mình sẽ đi test thử mới được. Hay á, toàn đồ mới không à. Ui, lại có con dung đi săn. Đứng lại, mình sẽ bảo vệ dê. Này thì dám ăn dê hả? Trời ơi, tội nghiệp. Dê ăn cỏ cũng bị mấy con dung này ăn thịt lại ngược nữa. Hổ dê á. Rồi, và cái Air Staff này sẽ mạnh như thế nào đây? Cùng mình thử nhá. Mạnh. Rồi, mình sẽ thử tiêu diệt anh khổng lồ một mắt này coi. Bắn nè. Đố anh bắt được em. Bắn nè. Bắn anh một mắt nè. Đố anh bắt được em. Bắn anh một mắt nè. Chặt anh một mắt luôn. Kiếm mình mạnh mà sợ gì? Mình sẽ lả lướt. Cú nhảy thần thánh. Cú nhảy thần thánh nè. Ai vui. Đâu vậy? Ui, cắn mình cái nửa cây máu à. Ui, sợ quá. Không sao, mình sẽ lả lướt để hồi phục lại. Chúng ta tấn công luôn. Ok. Hình như là nó sai sai chỗ nào ấy nhờ. Ủa, kỳ vậy ta. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có một màn nâng cấp vũ khí và mặc được cái nón từ thế giới thợ săn kho báu rồi. Nhưng mà hiện tại thì có vẻ là mình khá là yếu so với mặt bằng chung của những con boss. Để mình sẽ nghiên cứu tìm cách để nâng cấp sức mạnh trong thời gian sắp tới để chúng ta có thể chiến đấu và kiểu như là sống sót trở về sau những lần săn kho báu dễ hơn á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến đi kế tiếp may mắn và nhặt được nhiều đồ xịn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.